Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của B-Channel. Và mới đây thì Oppo vừa trình làng con Oppo F9 này. Và có một vài anh em thì thắc mắc là không biết có nên nâng cấp từ Oppo F7 lên Oppo F9 hay không. Và một số khác thì lại suy nghĩ là không biết nên mua Oppo F7 hay là Oppo F9. Thì video clip này là dành cho bạn. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh, với lại cùng nhau đi xem thử là trên cái chiếc F9 này nó sẽ có những cái điểm đặc biệt gì so với chiếc F7, để chúng ta có nên nâng cấp hay không, hay là chúng ta có nên lựa chọn F9 hay không nhé. Ok, trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau đi coi thử sơ qua về thiết kế. Thì nhìn chung là hai chiếc điện thoại này nó khá là giống nhau. Đối với những anh em mà chưa từng cầm qua hay chưa từng sử dụng chiếc máy này thì sẽ khó mà phân biệt được. Tuy nhiên thì trên đó nó vẫn sẽ có một vài điểm khác biệt như sau. Đầu tiên là sẽ kể đến phần mặt sau, đó là phần dễ thấy nhất. Đối với Oppo F9 thì nó sẽ có camera kép được đặt ngang ở mặt sau, trong khi mà Oppo F7 chỉ có một camera mà thôi. Còn về phần mặt lưng của F7, nó được làm bằng nhựa giả kính sáng bóng. Trong khi đó, trên F9 thì nó cũng đã thêm được hai màu mới với những cái vân chìm như là kim cương. Tuy nhiên thì có một vài cái đánh giá của các bạn nam cho mình thấy như sau, là những cái vân chìm lấp lánh như vậy thì chỉ phù hợp với các bạn nữ thôi, nó không có đủ mạnh mẽ. Cá nhân mình thì mình thực sự rất là thích cái việc mà nó chuyển màu từ đen sang xanh trên cái chiếc bộ Oppo F9 này. Còn về phần mặt trước thì cái điểm khác nhau của hai chiếc điện thoại này nó đến từ cái lõm nằm giữa hai cái tai thỏ. Nếu như mà ở trên F7, tai thỏ được Oppo trang bị là một cái chiếc tai thỏ khá giống với dòng điện thoại có trên thị trường khác, thì trên cái chiếc Oppo F9 này, phần lõm xuống này đã được Oppo làm lại, và họ nói là họ lấy cảm hứng từ cái giọt nước. Đối với cái điểm này thì mình đánh giá là mặc dù cái lõm này nó chưa có quá nổi bật, nhưng mà nó cũng góp phần nào đó làm cho F9 trở nên đặc biệt hơn so với đại đa số các dòng điện thoại với tai thỏ mà giống như là trên iPhone X. Như vậy thì về phần cấu hình của hai chiếc máy này nó sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như mà mình không muốn nói là thực sự nó không có gì khác biệt thì mình sẽ nói là hai cái cấu hình này nó cũng khá là giống nhau, và chỉ có một vài cái điểm nhỏ được thay đổi mà thôi. Chúng ta vẫn luôn kỳ vọng rằng trên một cái chiếc máy thế hệ sau sẽ được trang bị một cấu hình tốt hơn chiếc máy tiền nhiệm của nó. Tuy nhiên thì trên cái chiếc F9 này, Oppo vẫn trang bị cho nó con chip Helio B60 8x64 bit, y chang như là trên F7 vậy. Mặc dù là con chip này nó cũng đang mang lại một cái trải nghiệm sử dụng tương đối tốt rồi, tuy nhiên thì nó vẫn gây nên cái sự thất vọng cho một vài cái anh em mà có kỳ vọng về cấu hình như vậy. Tuy nhiên thì nó cũng có một điểm khác biệt nhỏ, đó là trên Oppo F9 đã nâng cấp một chút xíu về hệ điều hành ColorOS lên thành 5.2 thay vì là 5 chấm như trên là F7. Ngoài ra thì nó không còn bất cứ khác biệt nào về cấu hình của hai chiếc điện thoại này. Tiếp theo sẽ là một cái công nghệ mà khiến cho anh em suy nghĩ rất nhiều khi muốn nâng cấp lên F9, và đây chắc chắn là một điểm cộng dành cho F9, đó chính là công nghệ sạc nhanh VOOC. VOOC này vốn là một cái công nghệ sạc nhanh gần như chỉ được trang bị cho những sản phẩm flagship của Oppo thôi. Nhưng mà trong lần ra mắt F9 lần này thì họ đã tích hợp công nghệ này lên cả các chiếc điện thoại nằm trong phân khúc tầm trung của hãng. Và điều đó thì giúp cho chúng ta có thể sạc cho chiếc điện thoại của mình nhanh hơn. Hoặc đơn giản lấy ví dụ là sau khi các bạn ngủ một đêm mà quên sạc điện thoại thì chỉ cần với 5 phút thôi các bạn sẽ có 2 giờ sử dụng trên F9. Đây chắc chắn sẽ là một điểm cộng dành cho ai muốn nâng cấp từ F7 lên F9, hoặc là phân vân nên lựa chọn F7 hay là F9 đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá camera. Và đánh giá camera sẽ là đánh giá cuối cùng trên hai chiếc điện thoại này. Còn ngoài ra thì mình thấy nó cũng chẳng có gì khác biệt nhiều. Về phần camera trước thì cả hai chiếc điện thoại này đều được trang bị một camera với độ phân giải là 25 megapixel. Tuy nhiên thì mình sẽ show cho các bạn thấy cả hai cái bức ảnh ở phía ở camera trước của hai chiếc máy này, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là trên chiếc F7 nó sẽ bị bệt hơn, và cái góc của nó, góc selfie của nó cũng không rộng bằng cái chiếc F9. Hơn nữa là nó cũng sáng quá, nó không có được cân bằng sáng như trên F9, và màu sắc tự nhiên thì cũng không đẹp bằng. Còn về các tính năng như là chụp selfie xóa phông hay là chụp với các cái sticker thì cả hai chiếc máy này đều giống nhau. Tuy nhiên thì dù gì đi chăng nữa thì cái việc mà nó tối ưu phần mềm hơn trên cái chiếc F9 thì mình vẫn nhận thấy là bức ảnh selfie xóa phông ở trên F9 nó ok hơn là trên F7. Điểm khác biệt lớn nhất về camera thì nó đến từ cái việc là F9 được trang bị camera kép phía sau, trong khi F7 chỉ được trang bị một camera mà thôi. Camera phụ của F9 dù là chỉ có 2 megapixel thôi, nhưng mà nó cũng giúp cho cái chiếc điện thoại này có khả năng chụp ảnh xóa phông vượt trội hơn rất là nhiều so với F7. Các bạn có thể so sánh hai cái bức hình xóa phông ở hai chiếc máy này mà mình đã chụp thử cho các bạn xem. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi xem thử về cái tiện ích phần mềm giữa F7 với F9. Thật sự là những cái tiện ích trên F7 đã khiến cho người dùng rất là hài lòng rồi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta có thể bật chế độ tăng tốc game để mà không bị làm phiền trong khi chơi game, hoặc là nhân bản ứng dụng, hay là chúng ta có thể chia đôi màn hình.
bảo mật bằng khuôn mặt, vân tay hay là mật khẩu hoặc là bất cứ thứ gì, thì ở trên F9 chúng ta vẫn sẽ được giữ nguyên y chang như vậy, không khác gì hết. Ok, như vậy là sau tất cả những cái gì mà mình vừa so sánh và chia sẻ thì mình tóm gọn là nếu như mà chúng ta mua Oppo F7 thì sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 1 triệu đồng, còn nếu như mà chúng ta mua F9 thì sẽ có một cái chiếc máy với thiết kế mới lạ, tạo thảo hình giọt nước và công nghệ sạc nhanh cùng với cái việc mà chụp camera tốt hơn rất là nhiều. Thì không biết là anh em sẽ lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình. Còn đối với cá nhân mình thì chắc là mình sẽ chọn cái chiếc Oppo F9 này. Nó cũng không đắt hơn bao nhiêu hết, nhưng mà nó có thể phục vụ cho cái nhu cầu sống ảo của mình, mà thiết kế của nó thì mình lại cực kỳ thích nữa. Các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.